hướng dẫn bằng cách đóng gói miếng rồi đợi gửi bằng. Cách 1, để miếng vào thùng máy in. Mực và rum cứ để trong máy in, tránh bị thất lạc rum mực, tránh nhầm rum mực với máy khác, tránh việc vận chuyển làm hư rum đổ mực. Cây cáp USB không cần gửi theo bảo hành. Rồi chúng ta sẽ lấy thùng máy in ra, đựng máy in vào mũi xốp. Để vào thùng và dán băng keo lại và gửi đi bảo hành. Cách 2, bọc màng con hoặc là bọc thực phẩm. Tương tự cách 1, mực và rum để bên trong máy in kèm theo máy. Bọc toàn bộ màng con hoặc bọc thực phẩm bao quanh toàn bộ máy. Đã bọc xong gửi đi bảo hành. Cách 3, bọc giấy cứng hoặc đựng vào thùng giấy bất kỳ. Dùng giấy cứng bọc quanh máy in và dán băng keo lại hoặc đựng vào thùng giấy. Bọc xong hoặc đựng vào thùng giấy xong gửi đi bảo hành. Cũng tương tự ha, rum mực cứ để bên trong máy in để vận chuyển cho bảo hành. Cảm ơn các bạn đã xem video.